Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cơm món ngon dễ làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn, món đùi gà chiên sốt chua ngọt, một món ăn ngon rất là dễ làm. Thịt đùi gà thì rất là ngọt, ngon, rất là giàu chất dinh dưỡng, còn kết hợp với vị chua của giấm, vị ngọt của đường rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác nữa tạo nên món đùi gà chiên sốt chua ngọt rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn và món này rất là được ưa chuộng lắm luôn Người lớn và trẻ em ăn rất là tốt cho sức khỏe Các nguyên liệu và các gia vị của mình thì gồm có Hôm nay mình sử dụng 5 cái đùi gà 5 cái đùi gà này thì khoảng 700g Các đùi gà thì nó cũng không có to lắm Nhưng mà mình chiên nó sẽ rất là ngon các đùi gà rất là tươi luôn mình đã rửa qua nước muối với chanh để cho nó bán đi cái mùi thanh của các đùi gà các tép tỏi các trái ớt các cọng rau xà lách để nữa mình ăn kèm với các đùi gà chiên sốt chua ngọt gia vị thì gồm có muối bột ngọt bột niêm đường cát dầu ăn nước mắm và giấm giấm thì nhà mình nuôi sẵn luôn nha quý vị các nguyên liệu và các gia vị thì cũng rất là đơn giản lắm luôn trước tiên các cái đùi gà thì mình sẽ cứ khứa mỗi một bên đùi gà thì mình sẽ khứa một lường mình khứa sâu sâu vào nha quý vị để hồi mình sẽ ốp các gia vị vào thì nó sẽ thấm rất là sâu vào các đùi gà tương tự thì các cái đùi gà khác mình cũng khứa một lường như vậy luôn mỗi một bên đùi gà tổng cộng một cái đùi gà mình khứa hai lường mình khứa gần tới cái phần xương của các đùi gà luôn nha quý vị và sau một hồi mình đã khứa xong rồi đó quý vị và mình sẽ cho các gia vị vào thì mình cho khoảng nửa muỗng cà phê muối khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt khoảng nửa muỗng cà phê bột niêm khoảng nửa muỗng cà phê đường cát và nước mắm thì mình cho cũng khoảng một muỗng canh nước mắm vào muỗng hơi lưng hơn nha quý vị sau khi mà đã cho các gia vị vào trong dĩa đùi gà rồi thì mình sẽ đeo vào tay vào rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị nó sẽ thấm đều vào các thịt của đùi gà rồi sau đó mình để khoảng 20 đến 30 phút trước khi mình chiên rồi mình sốt chua ngọt nha quý vị tại vì mình để càng hơi lâu để cho các gia vị nó sẽ thấm càng sâu vào các cái đuôi gà rồi sau đó mình chiên sốt chua ngọt nó sẽ rất là thơm ngon và rất là đậm đà lắm luôn sau hồi mình đảo đều rồi đó quý vị và bây giờ mình sẽ làm một chén nước sốt chua ngọt nha quý vị mình cũng làm theo cái liều lượng luôn thì mình cho cũng khoảng 4 muỗng canh giấm bốn muỗng hai lưng thôi. Giấm thì nó cũng rất là chua cho nên mình cho cái lượng cũng tương đối vừa phải hơn nha quý vị. Và nước mắm thì mình cho cũng khoảng một muỗng canh lưng, nước mắm là được rồi. Và bột ngọt thì mình cho khoảng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt cuối cùng là đường cát thì mình cho cũng khoảng hai muỗng canh đường cát vào luôn rồi sau đó mình sẽ đảo đều lên để cho bột ngọt đường cát nước mắm và giấm nó sẽ hòa lẫn vào nhau đường và bột ngọt thì nó sẽ tan hết trong cái phần nước mắm và giấm luôn và bây giờ thì các tép tỏi mình sẽ đập cho nó dập dập rồi sau đó mình sẽ băm cho nó thật là nhuyễn luôn để nữa mình phi hôm nay mình sử dụng tỏi cũng rất là nhiều luôn để cho nó thơm hơn làm cho cái món ăn của mình hấp dẫn hơn và ngon hơn nha quý vị và bây giờ mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào khi mà dầu đã nóng lên rồi thì mình sẽ cho các cái đùi gà vào để mình chiên sơ qua các cái đùi gà này thì nãy giờ mình đã ớt các gia vị cũng đã hơn 20 phút rồi Các gia vị cũng đã thấm rất là sâu vào các cái đùi gà rồi Cho nên bây giờ mình sẽ cho vào trong chảo Mình chiên Sơ qua Lần đầu tiên thì mình sẽ chiên để cho các cái đùi gà của mình Nó vừa hết cái phần đỏ đỏ là được rồi nghe quý vị Và trong lúc mình chiên thì mình cũng đảo các cái đùi gà của mình tới lui khoảng 2 3 lần. Thời gian mà mình chiên lần đầu tiên thì cũng khoảng 7 đến 10 phút nha quý vị. Tại vì trong lúc mình chiên mình để lửa riu riu thôi. Và sau thời gian nãy giờ mình chiên cũng đã gần 10 phút rồi. Và bây giờ mình sẽ gấp hết cà dĩa luôn. Các cái đùi gà này chưa có chín nha quý vị. Hồi mình sẽ chiên lại và mình sốt chua ngọt luôn. À, năm cái đùi gà. Và bây giờ mình bắt cái chảo khác lên. Mình cũng cho dầu ăn vào. Tương tự thì khi dầu nóng lên thì mình sẽ cho cái phần tỏi băm này quý vị. Mình cho hết vào luôn để mình phi. Trong lúc phi thì mình cũng đảo đều lên luôn nha quý vị để cho tỏi của băm của mình phi nó sẽ vàng ống ánh đều lên và wow, sau một hồi phi thì tỏi cũng đã rất là vàng ống ánh này đó quý vị rất là thơm lắm luôn và wow, bây giờ mình sẽ cho nguyên chén sốt chua ngọt nãy mình làm đó quý vị mình cho hết vào luôn rồi tiếp tục mình nấu và wow, đến khi nước sốt của mình rất là sôi lên rồi thì mình sẽ cho các đùi gà vào mình cho hết năm đùi gà vào luôn Hôm nay mình làm cho các bé ăn cho nên mình không có dùng ớt nha quý vị Nếu mà nhà quý vị ăn ớt được, ăn cay được thì có thể mình trong cái phần nước sốt đó quý vị Mình cho ớt vào luôn cũng được Còn không thì mình làm chua, ngọt như nhà mình cũng được luôn Và trong lúc chiên thì mình sẽ đảo tới đảo lui cắt cái đùi gà của mình nha quý vị Khoảng 3 đến 4 phút thì mình đảo một lần đó, và trong lúc chiên thì mình để lửa riêu riêu nhỏ nhỏ vậy thôi để cho các cái đùi gà chiên sốt chua ngọt của mình nó sẽ chín từ từ và nó ngắm các gia vị từ từ mình chiên đến khi nào mà nó rất là sền sệt rất là kẹo kẹo lại là được nghe quý vị đó, và bây giờ mình sẽ chở các đùi gà của mình nữa nè mình chiên đến khi nào nó vàng ương lên là được rồi nghe quý vị nó vàng ương lên màu sắc rất là đẹp luôn thì sẽ cắt đùi gà của mình nó sẽ chín nha quý vị và bây giờ cắt đùi gà của mình cũng đã gần chín rồi nào quý vị mình sẽ đảo thêm một lần nữa rồi mình chiên thêm khoảng ba bốn phút nữa nha quý vị nó sau một hồi rất là đẹp luôn nè quý vị các đùi gà của mình đã chín rồi đó quý vị mình trở qua cái nữa là được rồi món đùi gà chiên sốt chua ngọt thì cũng rất là dễ làm làm cũng rất là nhanh và món này các bé ăn thì khỏi phải nói rất là mê lắm luôn. Đó và bây giờ mình tắt lửa rồi đó quý vị. Các đùi gà chiên sốt chua ngọt cũng đã chín rồi nè quý vị. Trông rất là hấp dẫn luôn. Màu sắc rất là đẹp, rất là hấp dẫn và rất là đỏ vàng óng ánh luôn. Và mình sẽ gấp hết ra cái dĩa luôn. Dĩa mình thì đã lót sẵn ha. các cọng rau salad ở đó quý vị. Bây giờ mình để các đùi gà lên để nhìn cho nó đẹp mắt hơn, thu hút hơn thì món ăn của mình nó sẽ ngon hơn. Đó, sau một hồi mình đã gấp ra rồi nè quý vị. Đây một dĩa luôn. Đó, món này bé các bé mê lắm luôn. Qua bây giờ mình quay cận lên nè quý vị. Năm cái đùi gà chiên sốt chua ngọt cũng đã chín rồi. Đùi gà chiên sốt chua ngọt thì thịt đùi gà nè, nó rất là ngọt ngon rất là giàu chất dinh dưỡng lắm luôn rồi mình ăn vào thì nó có cái vị chua chua của giấm nè rồi ngọt ngọt của đường nữa rồi mình khi mà món thành phẩm của mình á cũng có kết hợp thêm một số gia vị rồi các loại rau ăn kèm nữa cho nên món đùi gà chiên sốt chua ngọt của mình rất là thơm ngon lắm luôn và món này người lớn và ăn rất là tốt cho sức khỏe lắm luôn và đã thành phẩm rồi đó quý vị rồi cơm món ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau cảm ơn quý vị đã theo dõi cảm ơn quý vị rất nhiều